mọi người, mình là Mèo Simi đây. Đúng vậy, mình lại đi bệnh viện thêm một lần nữa. Và đây sẽ là một chuyến đi đáng sợ đối với mình. Và đây cũng sẽ là video mà bạn thấy Mèo Simi khóc sức mướt bởi vì đi bệnh viện. Ok mọi người, thì đây là một ngày trước khi mình đi tiểu phẫu mọi người. Thì mình đã rủ chị gái mình đi chợ bánh mọi người. Đấy, nói chung là dù phẫu thuật hay bệnh viện thì mình phải có một cái tâm trạng tốt thì mình mới phẫu thuật tốt được, đúng không các bạn? Đó, thì đây là cảnh hai chị mình chợ bánh nè. Đó, siêu cute luôn. Đó, tách 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 tách. Xin mời editor ghép cái nhạc gì cho nó cute để hai chị mình chợ bánh được không ạ? Cảm ơn ạ. Yeah. Thành quả nè mọi người, siêu đáng yêu luôn. Thì đấy, đó, chụp ảnh quá trời quá đất luôn. Thôi, sau khi chụp ảnh xong thì chúng ta phải in ra đúng không nào? Rồi, ok, quá đẹp rồi, in ra thôi. Đây, in, tôi có. Rồi, ok. Rồi, những chiếc ảnh xinh đẹp của tôi đâu rồi? Ra coi nào. Ảnh ơi, đâu mất tiêu rồi. Và, tan tan. Đó, đây. Trời, Sim biết sao chứ mỗi lần đi qua cái máy chụp ảnh thì Sim phải chụp một bức ảnh nha. Bởi vì Sim cảm giác chụp ảnh vừa lưu được kỷ niệm mà còn có ảnh đẹp để xài được chứ, đúng không? Đó, dễ thương quá trời. Trước khi phẫu thuật thì chúng ta phải ăn ngon đúng không các bạn? Và chào các bạn trở lại với chương trình ASRM đồ ăn cùng với mèo Simi. Tan tan tan. Ý là mọi người, con cá siêu to khổng lồ này mình sẽ mất tầm 3 giây để ăn được chúng. Ăn thôi. Đấy, quá trời ngon luôn các bạn ơi. Và tên tên tên, con cá nó trở thành bộ xương khô. Đấy các bạn thấy không, mình ăn đúng nhanh luôn á. Bởi vì mình rất thích ăn cá luôn. Yay. Ngày hôm sau nhá. Hello mọi người, bây giờ là 7 giờ sáng. Đây là tầm 8 giờ. Xin lỗi mình bị lag. Tầm 8 giờ rồi thì mình đã có mặt trên bệnh viện để thực hiện ca tiểu phẫu nha mọi người. Thì và nếu các bạn thấy sao mặt mình hơi bơ phờ ý là bác sĩ có dặn mình là trước khi phẫu thuật thì mình không được làm gì cả, mình không có make up, mình không có làm gì trơn, nói chung là mình sẽ để mặt mộc các kiểu là. Ok, các bạn lúc mình ở trên bệnh viện nha. Nhìn ghê quá. Ok, thì cạnh này thì mình với Kai đang lên xe và đi tới bệnh viện để chuẩn bị gọi là tiểu phẫu nha mọi người, phẫu thuật các kiểu đó. Thì cạnh này thật sự mình không hiểu sao mình rất là buồn ngủ mọi người. Đấy nên mình đã quyết định ngủ lên xe. Này, may quá có Kai nên mình mới ngủ được, chứ không là xác định là tôi không ngủ được luôn các bạn. Đấy, nói chung là cuối cùng ngày thì cũng đã tới. Lúc này thì mình vừa buồn ngủ và cũng vừa lo lắng các bạn ạ. Sau gần 20 phút đi xe thì mình cuối cùng đã tới bệnh viện rồi nè. Đó, và người cầm cam đó chính là Kairon. Bởi vì Kai sẽ đi với mình nha các bạn. Đó, đấy, người đàn ông của đời tôi. Đấy, ok. Thôi, chúng ta sẽ cùng đi vào bệnh viện thôi, let's go. Chân dung cô gái lên tận bệnh viện rồi nhưng vẫn buồn ngủ đó, ngủ quá trời của đất luôn. Đấy, sắp phẫu thuật rồi nhưng vẫn buồn ngủ nha mấy bạn. Thì nếu các bạn muốn hỏi về bệnh của mình thì này chị mình chỉ muốn nói sơ qua là bởi vì mình không ăn uống đầy đủ và mình không chịu gọi là gì ta, chăm sóc sức khỏe tốt thì mình mới bị lên đây mọi người. Nên xin mong nếu bạn nào xem video này hãy luôn cố gắng để ý tới sức khỏe để không lên bệnh viện giống mình nha. Chưa giống mình khổ đâu các bạn. Đấy, ok, nhớ chăm sóc sức khỏe tốt nha. Ok. Chờ cho mình quay có vẻ hơi nghiêm túc đúng không? Thật ra thì nếu bạn nói cảm nhận của mình trước khi phẫu thuật thì mình nói thật là mình đang khá là vui. Vì là không có gì phải lo cả các bạn, nên các bạn yên tâm nha, đừng có buồn cái kiểu nó không cần. Thôi trước khi phẫu thuật Esther lại dép cho mình một cái nhạc gì đó vui vui để mình quẩy cái xíu ha. Nói chung
đang quẩy cho mấy bạn xem tự nhiên cay nhảy vô quẩy cùng đấy. Nói chung là dù đi bệnh viện hơi áp lực một xíu nhưng mà có cay bên cạnh thì mình gần như cũng không thấy áp lực nữa, bởi vì cay lúc nào ở bên cạnh mình chăm sóc mình nè. Đó, đây nói chung là cạnh này. Trước khi còn 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu vào trong cái phẫu thuật thì cay có xoa bóp cho tay mình để tay mình đỡ bị mỏi mọi người. Đó, nhìn rất là tình cảm với mọi người. Đó, tự cơm to các kiểu. Tiên ngang cạnh này nó hơi nó hơi mắc cười xíu. Ồ gì vậy? Tự nhiên đang tình cảm xong tiên ngồi chơi luôn, không hiểu luôn. Đấy, ok rồi. Khoảnh khắc kinh hoàng chuẩn bị tới. Các bạn biết là mình mặc cái áo này là chuẩn bị đi đâu rồi đó. Đúng vậy, mình sẽ vào phòng để mình thực hiện ca phẫu thuật của mình đó mọi người. Đó, mặc áo kín đáo như này là biết rồi đó. Đấy, ok. Rồi, ok, cảm ơn các chị y tá rất nhiều. Bye bye mọi người. Bye. Ok. Rồi, tôi chính thức tạm biệt thế giới đây. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Bye. Cạnh này thì mình kiểu oh my god, mình sẽ vô đây sao? No, tôi không muốn vào đây đâu. Không. Bây giờ Siêu Mi đang vào bên trong phòng phẫu thuật rồi. Và mình sẽ ngồi chờ lại tại cái phòng chờ này. Có lẽ là mình sẽ phải chờ khoảng một tiếng đấy. Mình sẽ chờ khoảng một tiếng các bạn à. Nói chung là đây là lần thứ hai mà mình đưa Simi đi phẫu thuật rồi. Cũng sẽ có gọi là kinh nghiệm hơn lần trước các bạn. Lần trước thì khá là bỡ ngỡ, nhưng mà lần này thì nói chung là mình thấy cũng rất là bình thường đó. Nói chung là mọi người cũng không cần phải lo quá nhiều đâu nha. Đây, bây giờ cái căn phòng này các bạn thấy không? Căn phòng này bây giờ không có một cái bóng người nào cả. Chỉ còn có tôi ngồi trong đây để tôi chờ thôi. Nói chung là cũng hơi lo lắng chứ. Nhưng mà mình chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn thôi. Yeah. Một lúc sau. À không, cái này là gần một tiếng sau. Đây, đây chính là máy đo nhịp tim của mình thì phải. Và đây chính là tôi. Trời ơi, thì ra đây là lúc mà tôi hôn mê sao. Đó, thì nói chung là cạnh này thì mình cũng đã phẫu thuật xong rồi nha mọi người. Đó, trời ơi, cô gái của tôi. Đó, cạnh này tự nhiên cay chọc mình. Xong tự nhiên mình cũng tỉnh dậy cho mọi người. Đó các bạn nhìn này, đó, khi mình lắc đầu qua là lúc này mình cũng rất là bất ngờ khi mình vừa tỉnh dậy luôn mọi người. Đấy là mình thấy Kai và mình hello, chào mọi người. Lúc này là mình yếu cực luôn mọi người. Thực sự là người mình không còn miếng sức nào luôn á. Mình chỉ có gọi là khả năng vẫy tay thôi, chứ mình cũng nói cũng yếu mọi người. Nói chỉ thiều thào thôi các bạn. Mình chỉ kiểu ồ xong rồi hả? Ồ xong rồi hả? À, xong rồi hả? Ngủ đi, ráng ngủ đi. Hả? Ngủ đi. Tỉnh chưa? Cái đây nè. Xong rồi. Hả? Xong rồi. Xong rồi, sao chơi rồi đó. Tôi thì đang bất tỉnh ông nội cay cứ cười với mọi người. Thì nói chung là cạnh này mình vừa tỉnh dậy cho mọi người và mình thực sự rất là yếu, nên các bạn thấy là mắt mình mở cũng không ra. Sau đấy là giọng nói thì mình nó khá là thiều thào, nói chung khá là yếu đấy. Và bỗng nhiên các bạn biết gì không ạ? Một sự việc xảy ra bất ngờ. Bằng cách thần kỳ đấy thì mình vừa mở mắt ra mình đã chảy nước mắt rồi các bạn. Mình cũng không biết sao nữa, nhưng mà lúc đấy là trong suy nghĩ của mình là mình thấy kiểu ủa, cay vẫn ở đây sao? Cay vẫn ở đây chăm sóc mình à? Cảm động quá. Thực sự lúc đấy là mình nghĩ vậy luôn mọi người. Mình nghĩ là trong lúc mình khó khăn nhất thì mình mở mắt ra là mình thấy cay vẫn bên cạnh mình và chăm sóc mình mọi người. Lúc đấy mình bị cảm động mọi người. Mình cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà lúc đấy mở mắt ra thấy cay cái nước mắt cứ túa ra vậy mọi người. Trời ơi, như phim Hàn Quốc vậy đó. Trời ơi, mình nghĩ lại mình cũng thấy tại sao mình lại khóc vậy ta, mình cũng không biết nữa. Thì mình nhớ lúc này tay mình rất là lạnh và giọng mình rất là yếu. Thì mình đã bảo Kai là Kai ơi, xoa bóp tay Sim đúng không? Tay Sim lạnh quá. Thế là Kai quyết định xoa bóp tay cho gọi là chuyển hơi ấm từ tay Kai sang tay mình mọi người. Và mình thấy lúc đấy ấm thật, bởi vì lúc đấy tay mình lạnh như băng vậy mọi người. Và đấy, đó, như các bạn thấy Kai chăm sóc mình. Tự nhiên nhìn lại đoạn này mình thấy Kai gì ta, Kai thương mình quá trời luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, đúng rồi, honey tương lai của tôi mini ơi. Nói chung là 10 điểm 10 điểm đấy. Nhưng mà nhìn lại cạnh này mình cảm giác thương Kai quá à. Trời ơi, Kai thương Sim quá trời quá đất luôn. Một lúc sau. Nhá. Hello, chào mọi người. Cái này là sau 2 tiếng thì mình cũng đã đỡ hơn một chút rồi.
Thật ra cũng không đỡ mấy, nhưng mà đỡ trước khi mình tỉnh dậy. Hiện tại mình đang vẫn khá ok, nên là yên tâm nha. Mình nghĩ nếu mà mình về nhà thì mình sẽ vẫn nghỉ ngơi, chưa làm việc được nhiều. Nhưng mà yeah, các bạn yên tâm nha, mình không sao hết trơn á. Nói chung là sau phẫu thuật mình vẫn khỏe. Bởi vì có ca bên cạnh chăm sóc mình nên mình không sao hết trơn. Ok, nắm tay xin ngủ. Cảm giác ấm rồi. Ấm. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ ăn để hồi sức nha. Kai sẽ là người đút đàn cho mình. Hết quá. Chị muốn ăn hành không? Không. Muốn ăn tiêu không? Tiêu sẽ mời làm sao ta? Ăn thấy nó đậm đà. Không khuấy gì đâu, tự nhiên đoạn này mà nhìn mình cứ ngơ ngơ mọi người đó, nhìn kìa. Cái khuấy cháo xong mặt mình cứ ngơ ngơ láo mọi người. Nhìn nó ngáo ngáo rồi ta. Ừ, thì rộn thật nhìn, ngon như vậy. Cái hứng cái cô tới đi không? Mình hứng cái hứng đó rồi. Nó kiểu đó rất bình thường. Cho tới cái đoạn này các bạn nhìn ánh mắt của mình đi. Đi muốn khóc quá. Trời ơi, nhỏ sim khóc kìa bay ơi. Nói chung thì đoạn này hơi deep, editor ghép nhạc cho deep deep siêu nha. Nói chung thì đoạn này thì mình suy nghĩ nó bị hơi sâu xa chứ mọi người. Bởi vì cảm giác là dù chuyện gì khó khăn như nào, hay mắc, hay cho dù mình bị bệnh nặng cỡ nào, hay là có chuyện kinh khủng gì xảy ra, thì Kai vẫn là người duy nhất ở bên cạnh mình và chăm sóc mình dù mình gặp bao nhiêu khó khăn đấy. Mình nghĩ lúc đấy chắc do mình bị bệnh đó mọi người, nên cảm xúc mình nó hơi bị cao quá. Mình cứ nghĩ mấy cái chuyện gì đâu mà mình nghĩ tận thế các kiểu ghê gớm lắm mọi người. Nhưng mà lúc đấy thì mình mới nhận ra là Kai thật sự rất là yêu thương mình và luôn nhẹ nhàng yêu thương mình các bạn ạ. Cảm giác rất là hạnh phúc các bạn ạ. Mình vẫn khóc các bạn. Khóc hoài luôn. Khóc liên tục. Khóc hai lần luôn. Không ngừng khóc được. Nói chung trong clip này tôi cái đạo mà mình ăn là mình khóc nhiều nhất các bạn ơi. Không hiểu sao luôn, không ngừng khóc được má. Trời ơi, khóc lê lết luôn. Trời ơi. Cái gì con bèo á? Ừ. Cái gì con bèo mới khóc và sau đây là hình ảnh anh Kagon Gamer ép chị Simi ăn cháo dù chị ấy đã không muốn ăn nhưng anh ấy vẫn bắt ăn. Ăn hả miệng ra rồi ăn xong rồi đúng rồi tiếp. Ủa trong nhiệm vụ đoạn này của mình chúng ta phải ăn hết tô cháo mới uống được thuốc các bạn. Thì cảnh này là một cảnh mình khá là mắc cười các bạn, nhìn này, nó uống nước nè, cái mỏ bà Sim chu kìa. Trời đất ơi, uống nước phải chu cái mỏ dễ hả? Trời ơi, đi bệnh viện sang chảnh dữ ha. Và đây chính là muỗng cuối cùng. Ta da ta, ăn xong rồi. Trời còn chu cái mỏ nữa, nhân vật gì đó, không xinh gì trơn á bà. Khi ăn no nê xong thì mình đã trở thành gọi là vật thí nghiệm của Kai các bạn đó. Thì nói chung cái giường bệnh của mình wow, nó có cái chức năng khá là thú vị, đó chính là nâng lên nâng xuống, gập lên gập xuống mọi người. Và thế là Kai quyết định là dùng chức năng đấy để phá mình một xíu đó. Alo, rốt cuộc là lên đây chăm sóc người bệnh hay lên phá người bệnh à anh Kai Gon à? Chúng ta có thể nói rõ được không ạ?
Chứ thấy nãy trừ là anh phá tôi hơi bị nhiều đấy. Anh đừng tưởng anh chăm sóc tôi, đút tôi mấy miếng cháo là tôi động lòng nhá. Không có đâu, tôi vẫn ghim cái vụ này á. Nhớ nhá. Nhá. Phải liền. Ngày hôm sau. Nhá. Tên 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 tên. Ngày hôm sau mèo Sumi đã khỏe lành lặn rồi các bạn ơi. Đó thì ok. Thì nếu các bạn xem tới đoạn này thì chứng tỏ là Sumi đã khỏe lên một xíu rồi nha. Đó, và nói chung là cảnh này sau khi xuất viện xong thì các bạn thấy mình xinh tươi trở lại đúng không? Đó, hồng hào hơn cái lúc mà mình vẫn còn nhập viện. Thì lúc mình nhập viện thì mình hơi xanh xao xíu. Đó, nói chung là sau khi xuất viện xong thì chúng ta phải ăn chút cơm lương mọi người. Đó, đấy. Nói chung là sau khi phẫu thuật thì chị y tá có bảo mình là em phải ăn uống điều độ hơn các kiểu và đừng có thức đêm nhiều đấy, và phải giữ sức khỏe thật tốt. Thì đấy, thì nói chung là sau video này thì mình chỉ muốn gửi các bạn một thông điệp, đấy là các bạn đừng có khinh thường sức khỏe của mình, phải nhớ là ăn uống điều độ nè, ngủ sớm nè và nghe lời bố mẹ nè. Đó, chứ đừng khinh thường bệnh tật nha. Mốt mà khinh thường bệnh tật là vô diện giống tôi là có chuyện liền đó, nhớ nha. Ok, chắc video của Sim như này thôi, thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng có lực phiền cho Sim biết nha. Và các bạn để gửi cho Sim một lời chúc giúp Sim được không, coi như là Sim sẽ có động lực khỏe sớm hơn. Nói chung là mình hy vọng có thể chúc mình một lời chúc nhỏ nhắn xinh xắn thôi, thì mình cũng rất là vui khi đọc những lời chúc đấy. Mình sẽ thả tim chúng và mình sẽ rap chúng. Ok, cảm ơn, bye bye các bạn, và chúc các bạn một ngày thật tốt đẹp. Bye bye, Sim yêu các bạn lắm luôn. Nói chung là Sim hiện tại bây giờ đã khá là khỏe rồi nha các bạn, nên hiện tại thì mình chỉ cần lo chăm sóc sức khỏe tốt thôi là được. Bye bye.